chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Còn kia là gì nhỉ? Đuôi à, đuôi ngựa bạch. Đuôi ngựa bạch. Ừ. Hôm nay sẽ có món khá là hấp dẫn. Anh em mình sẽ cháu này lên đã. Cháu lên đây nướng cả tảng này á? Không. Hôm nay sẽ đặc biệt thì phải làm nó đặc biệt. Quả này nó phải tầm 15 cân. 15 thế. Anh làm món gì đấy? Ai à? Hả? Làm món gì đấy? Hôm nay ai nhà mình sẽ gọi là xẻo từng mảng. Xẻo từng mảng ra nướng ở đây, thử thức ngay tại đây. Thế ăn như mông cổ à? Đuôi. Oách chết nhỉ. Kêu là đại hãn đây. Đuôi bạch này sau khi nấu cao thành công thì anh em mình mới bắt đầu thưởng thức món này. Mấy ông mông cổ đã ăn trong lồng thêm lên. Đấy là để lại để làm món gọi là món này gọi là gì? À, đùi ngựa bạch. Đùi ngựa bạch. Không, không phải. À, không. Mông cổ. Mông cổ. Cách mông cổ. Nhà mông cổ. À, em là đại đại hãn đấy. Tôi thích Dubai nữa mà chơi mông cổ cho nó. Mông cổ là máu. Thời đại 4.0 rồi. 4.0 là gì? Đọc là 4.0. 4.0. 4.0 à, em học được của cái ông kia. Không cờ bạc, không rượu chè, ăn ở nhà, ngủ ở nhà. Không cờ bạc, không rượu chè, không massage, không tiến chính. À, chuẩn. Nhưng mà thiếu 4.0. Ăn ở nhà, ngủ ở nhà. Đấy, không làm có gì chấm không đâu, đi ra làm nước chấm đó. Mày đốt lửa lên đi. Để em đốt lửa nhé. Rồi anh em mình sẽ bắt đầu làm món làm nước để khi mà xẻo từng miếng thịt lát mỏng ở đùi ngựa ra sẽ quệt vào nước chấm này và bắt đầu nướng ăn trực tiếp. Này sẽ anh ấy em biết kiểu sẽ... anh đấy anh tất cả mọi người sẽ thực thì tất cả cái âu ấy nó xẻo ra một mình đặt nó âu ra một mình bắt đầu nướng. Âu nướng là sao? Ai nướng đến luôn. Ai đến thì tự xẻo cũng nướng. Đừng ướp luôn. Không ướp luôn mà không ướp. Dúng vào đấy. Nước đấy em mới ướp. Tự xẻo tự ướp tự nướng. Thế là mới chết chơi người giờ. Siêu nhân mình. Nhìn quả này chất nhỉ. Nhìn giống mông cổ thật anh ạ. Mông cổ chất chơi người chơi. Hay. Em chưa cho được ăn nhiều này đâu. Em được ăn ở nào nhỉ? Sắp. Nhiều ớt cũng làm nhiều ớt ăn ớt thế đâu mà. Nhưng mà nó ngon. Dầu hào.
Ajimagi. Là món đùi ngựa này phải có dầu hào, xì dầu, gì nữa nhỉ, gừng, sả, ớt. Cháy đấy, trải than ra kia chuẩn bị nữa. To nhỉ. Đấy, phải may ra lấy bia, rượu ra các thứ, tí nữa khiến ai đi qua vào nướng luôn. Đấy, xài. Để tí nữa cho ít đấy nữa vào đây nữa là đẹp. Chuẩn bị sẽ nướng. Ok. Để cho cá này nướng. Anh nướng lạ thì mê lắm. Không giống mông cổ tí nào cả. Em mới giống mông cổ. Mày không biết tránh cái chỗ khói ra à? Ngu niêm à? Không khói. Không khói đâu. Không khói đâu. Rồi đặt lên. Bắt đầu trước. Sao mày thích ăn miếng nào? Đấy, đổ đổ cái kia ra đĩa đi để quên. À để tao đổ cho. Điện thoại đi anh. Xù. Đưa đi em chèo miếng nuôi em nhé. Ừ. Đi. Quái thế. Ây dồi, quái thế. Chèo nha. Chèo được không? Ây. Để tao chèo nha. Ây dồi, quái thế. Đấy mất quá. Gió không ủng hộ à? Được. Ok. Mày thích ăn miếng nào? Miếng đói, em cảm ơn. Cái tươi cho giói luôn. Ui, khói thế. Khói kì. Ê. Khói thế. Lịp vào đi em. Đây, lấy cái đũa chứ. Đấy. Đũa, em đi để đũa nhé. Ui. Mới hôm khói một tí mà khô rồi. Ai khói. Hết cả mặt. Nó lấy miếng của mày đi. Hết sảy. Ra lên. Nào bỏ cái đít ra để tao. Ai xa. Khói sụt xịt hết cả mũi rồi. Ai xa. Miếng của em sụt luôn rồi. Đĩa của mày lấy cái đĩa. Anh lấy. Đấy, miếng của anh ngon đấy. Mà không bằng miếng của em. Em xèo thêm miếng nữa. Mà thôi để em ăn cho nóng. Chắc thật cực con ngựa này. Dài lắm. Sướng mù. Mày vào lấy cái kéo đi. Chuẩn bị chín cắt ra mà. Không cắt.
ăn cả miếng to à? Kiếm cả miếng. Rất là tuyệt vời các bạn. Quá là tuyệt vời. Ngon thế. Mấy anh em đang rất là đói mà. Chín chưa anh? Sắp. Ui. Nhớ chăm sóc cái miếng của em nhé. Chuẩn bị. À, các bạn đã thấy phê chưa? Thịt mẹ nướng đẳng cấp. Em làm tương nhé. Ờ, làm đi. Đây, thịt đùi đã được xẻo. Chắc cũng được gần 1/3 rồi. Ai xa. Đây, Mao Đệ đang làm nước chấm. Đây là đội cổ vũ bóng đá. đội cổ vũ đang ngồi đợi nướng ngựa. Hả? Tỏi gừng. Gừng tỏi. Ấy, đá đây, bia. Nhanh lên. Ở trong ăn đá ấy. Ngựa mà ăn một mình không ngon mày đâu. Trong ăn đá có cả. Không biết hết sao được một đùi. Ờ, đem cả két đấy. Phải có đội tiêu gì rồi. Có một cái lạnh lắm ở trong ngăn đá. Ở trong lạnh từ đấy thì anh mình đang nấu cao. Đội nấu cao đang ở trong. Chắc khoảng tầm 2 đến 3 ngày nữa sẽ có cao ngựa bạch chuẩn. Sao mày không ăn được? Các bạn xem trên kênh Tamao TV nhá. Xem nó chín chưa. Anh em đang đợi sốt ruột quá. Chín chưa? Chín chưa? Thôi chán thôi, cho mẹ hai vào. Nó đi đâu? Anh mà vắt biểu nào xem nào ngon không? Bình thường là không. Bình thường là không ngon đâu. Anh phục từ trưa đến giờ. Nhìn đợi cho em ngon này. Bất chấp chân đau vẫn phải sang làm chân tí nữa. Chân đau phải sang làm tí. Anh em tinh thần. Có anh khăn chân là chịu khó nhất này đấy. Lao vào là thái xả, thái ớt. Nhưng mà mặc dù là mình không ăn được xả đấy cả mắm tôm. Cả năm có con ngựa bạch. Đùa. Có anh Lâm xuống rồi có ngựa bạch. Lấy tỏi ai đây anh Khang anh Băm. Đây anh. Anh làm bát riêng của anh rồi. Ngon cực. Làm bát riêng hả? Làm bát riêng không xả à? Anh Khang ơi, người ta đi ăn người ta phải rửa phải nhá. Nghiêm Minh ấy. Anh con ớt này cũng đúng không ạ? Hả? Mít không? Đây, chủ nhân chú ngựa. Anh Lâm phát biểu câu nào anh? Chào. Mấy ngày nấu cao bao nhiêu ngày nữa thì có nè? Nấu chuẩn nó phải là 3 ngày 3 đêm nữa thì mới có cao. 3 ngày 3 đêm nữa các bạn. Là 3 ngày là nấu tại nhà Mao Ca luôn nhá. Anh em cứ đặt hàng nhá, số điện thoại mình để trên màn hình nhá. Số điện thoại mình sẽ để trên màn hình, cứ đặt hàng dần chuẩn bị anh trước. Chị nào có nhu cầu là mua cả con thì là tôi cung cấp tại nhà cho ổ nấu cao luôn cho các vị. Anh nếu mà mọi người cảm thấy có gì đó thì anh sẽ có thể là đặt cả con, anh sẽ mang ngựa bạch chuẩn xuống tận nhà để nấu. Đang chờ món này để thưởng thức đây. Thơm lắm à. Đây là món ngựa mông cổ. Anh em gắp cái này ra cho anh rồi nhé. Mông cổ chín rồi thì gắp ra kia đi em. Thế là từ nãy đợi mãi. Đợi làm gì? Đem cái đĩa. Anh Khang này cho cái đĩa đây để em thờ ra. Để anh cởi áo đấy ăn chiều. Chúng ta rồi phải nhanh nhanh cái tay lên nhá. Bia bia kìa. Ok anh ăn thôi. Cho đi anh nhỉ. À, đây anh ngồi kiếm cái tải kia này. Ngồi đây. Bố đâu anh? Hả? Bố đâu rồi? Gọi bố về. Anh vừa gọi. Ông kiệt đau. Kéo anh ơi. Kéo. Kéo đâu? Kéo đây. 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 Đây, anh em mình bây giờ bắt đầu sẽ thưởng thức nha. Mời mọi người miếng thịt ngựa bạch nha. Bạch mã chi phong. Ngon quá rồi. Ngon không anh? Ngọt thật. Ngọt lắm. Ngon thật mà. Nó đang cái tái ăn thì ngon, sống ngon. Vừa ngọt vừa dai.
chị sống thì nướng tại với ngon đấy thịt bò. Anh ơi, anh gọi mấy anh kia vào. Mấy ơi. Vào chén á. Đang cắt thịt. Đang cắt thịt. Anh ơi, vào làm miếng đã. Mời mọi người nhá. Anh ăn thịt. Ngon không? Cực ngon luôn. Nó phải đỏ đỏ không hồng thế này. Rồi vào làm miếng đi. Ngọt. Ngon thật đấy. Anh em ăn đi. Anh em. Đây anh. Vâng vâng, anh cứ ngồi đi. Ăn miếng cá nào thì bắt về. Không, đây không phải ngựa bình thường mà. Ừ. Dạ. Ngựa ngon. Video đâu? Ngựa bạch chuẩn. Chuông chuông chào thế. Anh em nhớ ông không về. À, cái không phải cổ vũ cái đi. Sao? Đây anh ơi. Đang chơi không kỳ à? Đâu rồi. Chúc của em rồi. Thôi làm cái chai vậy. Về cơm bát này. Lên đây, lên mời đây. Tất cả mọi người nhá. Ngày gia đình Tam Mao thịt ngựa bạch để nấu cao. Và săn đây thì làm mấy cái thịt ngựa để ngựa bạch xem nó gia vị à, xem nó ngon như nào. Món gì ngon á? Ui, ngon không bà? À, ngon lắm. Anh dùng chỉ ăn đi. Thử miếng nào. Ngon lắm. Anh miếng. Ôi. Cho anh miếng. Mày em cho anh miếng này. Vẫn đang nổi. Đây ngồi đây ngồi đây là ngồi đi anh. Ngọt thật đấy. Ngọt thật đấy. Sống còn không ai ăn sống ăn mới ngọt. Tái tái nó mới ngon. Nướng tái nó ngon. Anh Giang ơi, cho em thử miếng nào. Chưa được miếng nào. Cái này không vào à? Có, tí nữa có chấm chứ. Đừng cho miếng đỏ. Đấy. Ngọt lắm em ạ. Mời tất cả mọi người nhá. Thịt ngựa bạch. Ấy anh. Ấy không gọi bố mà về làm gì? Mày cho anh cái chai. Cho bố đi. Củ nó hết rồi à? Bên kia. Thịt à? Củ vậy. So với thịt da điểu thì ngon hơn nhiều. Củ rong nha. Thôi mình cũng xin phép là vào thưởng thức của anh em. Ừ, vào rồi chín lúc đó. Nấu lá lùm. Anh Hòa. Lúc mổ dao bọn em làm cái sấy cần con láo nhà, con láo nhà, à có gì nữa à? Nhà đấy mới ngon. Tao lúc ăn thịt ăn được đâu. Mời tất cả mọi người nhá. Tất cả mọi người nhá. Hả? Lớn cá. Mắt của anh mà. Ủa đi, ủa đi. Đây, đây, đây. Chắc thôi. Linh kịp nướng chứ được ăn bên nào Linh nhỉ? Bia phá bổ hút đấy. Hả? Bia phá bổ hút đấy. Mày bảo này nó hay chơi mà. Thôi thì cho mày ăn đi. Được rồi, được rồi. Càng ngon, càng ngon. Càng ngon, càng ngon. Nào uống đi. Thì em ăn miếng ngon rồi. Uống đi mày ơi. Đây. Uống đi mày ơi. Uống đi mày ơi. Lên, 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 lên. Anh ơi lên đây ăn cái thịt thịt đấy. Thịt ngựa. Thịt ngựa bạch. Đấy. Thịt đấy. Bán nướng cái anh Khang à. Thôi bà nói ở nhà cho gà ăn đi. Bao nhiêu năm rồi đi gặp nhau? Cái kia lên Hoàng Anh. Thôi chị ơi, đứng đây Hoàng Anh. Đây này lấy cái khó này. Cháu nghỉ từ năm 2 bao nhiêu nhỉ? 2011. Tao phần miếng này cho chi chả tao được chưa? Làm cùng với em canh đây. Mấy cái gì vậy? Không ký hộ khẩu đây đâu. Bằng Tam Mao. Theo cạnh với Tam Mao đi lệ cái nào. Ừ. Anh Dung cho anh chỉ. Anh mời anh lắm cho cái cổng. Ương mẹ. Kia. Đúng không? Ừ. Đấy. Kém chọc kém kìa. Làm ngựa mà không làm được. Đây là con đi làm ngựa. Anh có mấy con này anh nghe. Anh nghe. Anh nghe. Thế luôn. Quải. Sao nó đi lớp cô giáo không cho cái ngựa. Úp cái. Úp cái gì nhỉ? Úp cái chồng. Cái hộp hộp hộp. Ờ cái hộp kia hộp 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 kẹo sữa chua. Chưa chín nó lòm lòm nào. Cái ấy đôi à, anh em đang cái đôi gọi là mày chín tao chín bình mày miếng nhá. Người mà ăn chín nướng cũng kịp là ra tự xẻo tự nướng. Mày thái được mà. Tại cái đâu được mày thái được mà. Ở gặp ấy. Ông nào ăn tự ra xẻo tự nướng như thế này này. Đấy. Nóng ngon. Ăn thử mày không phải thái. Mày thái hôm nay từ tiếng lạnh. Mày thì không nhìn. Đây là cái nhỉ. Đây. Đùi ngựa sắp còn tàn xương rồi các bạn.
Món nào nhỉ? Món tâm răng rồi. Chưa ăn ngon đấy. Ngon không? Cái của anh Dũng được không anh ơi? Bây giờ vẫn ngọt. Hoàng Anh nó ra đây, Hoàng Anh chảy quá đấy. Mới ngọt trong mồm. Sau khi chén gần như là hết rồi. Nhưng mà vẫn còn củ và mọi người vẫn đang chén tiếp. Anh em mình xin phép là kết thúc video đây đây. Dài quá rồi. Xem nhiều nhạc quá. À quên mất. 2-3 hôm nữa là có cao ngựa bạch rồi nhá. 2-3 hôm nữa được. Nấu 3 hôm cũng được mà. Thế là mọi người cứ đặt hàng đi. Số điện thoại mình để money ấy. Nếu mà ai mà muốn chưa yên tâm mà muốn gọi là cao chuẩn, có thể gọi theo số điện thoại, anh ấy sẽ mang ngựa bạch đến tận nơi để làm cao luôn nhá. Nấu luôn, xẻo thịt luôn ở đấy. Nấu cao cho chắc cú luôn. Nếu các bạn thấy hay nhớ like, share và kênh vẫn chưa comment được. Xin chào tất cả mọi người nhá. Nhớ đăng ký kênh Chuông Cảnh nhá. Chuông Cảnh nhá. Cho cái này ra nướng luôn. Bên trái bên phải. Nướng nốt.